hướng dẫn sử dụng két sắt vân tay điện tử IFE Bound dòng AS. Cụ thể ở đây là két sắt IFE Bound 55AS màu trắng. Thì ban đầu thì các bạn phải mua về, các bạn mở bằng chìa khóa ra. Đấy, ấn vào cái logo IFE Bound này. Sau đó các bạn cắm chìa khóa vào, xoay sang phải, sau đó vặn cái lỗ vặn hình tròn ra. Đấy. Bước tiếp theo là các bạn phải lắp pin vào. Ở đây có 4 viên pin 2A. Đấy. Các bạn nhớ thay pin alkaline cho nó xịn chất lượng. Đấy. Rồi. Đến bước thứ ba là các bạn sẽ cài vân tay cho két sắt. Thì ở trong này có nút set 1 và set 2. Đó. Các bạn ấn nhả set 1 một lần. Rồi. Cái đèn vân tay nó sẽ sáng lên. Lúc này mình sẽ chạm vân tay vào. 1 2 3. Đấy, bao giờ chuyển sang màu xanh lá cây này này là cài vân tay thành công. Các bạn nhớ cài khoảng 3 lần. Ấn nhả set 1 này. 1 2 cài nhiều vị trí nhá. 3. Ok, màu xanh lá cây này. Đó, cài thành công. Mình sẽ cài thêm một lần nữa, ấn nhả set 1. 1 2 đó, thử sang xanh lá cây. Rồi. Bây giờ mình sẽ cài mật khẩu. Thì ở trong này mình sẽ ấn nhả set 2, set 1 hai lần. 1 2. Đấy. Lúc này cái bàn phím nó sẽ sáng lên, mình nhập mật khẩu mới, ví dụ là 4 5 6 7. 5 4. Ok. Rồi, như vậy mình đã cài mật khẩu thành công. Các bạn bạn muốn là mở két, ví dụ đây là mở két này, cho vân tay vào này. Và đóng mở két bình thường. Mình muốn mở két kết hợp vừa vân tay điện tử thì mình quẹt vào màn hình này. Đấy, ấn số 2 này. Sau đó ấn nhả set 1. Rồi, đợi màn hình tối đi này, mình cho vân tay vào này. Quẹt màn hình. Đó. Lúc này mình mở cái sắt bằng cách là kết hợp vừa vân tay và điện tử. Rồi. Còn muốn mở độc lập với nhau ấy thì các bạn chọn màn hình này, chọn 1 này. Sau đó ấn nhả set 1 một lần. Rồi. Ok, đóng lại này. Ra nhé. Cái gì cần chạm mật khẩu, ví dụ là 4 5 6 7. Đó, tắt một cái mở luôn. Thì đấy là cái cách mình cài đặt vân tay điện tử cho cái dòng két sắt IFE Bound model là AS. Rồi, cái phím đây có cái phím set 2 này. Các bạn dùng để cài app. Đấy. Các bạn phải cài Gmail này. Đấy, rồi là thiết lập tài khoản này. Và cài phần mềm quyền thiết lập tài khoản trên cái phần mềm Tuya Smart. Đấy, sau đó thì cài Gmail lập tài khoản xong thì các bạn thêm thiết bị, sau đó thì các bạn ấn giữ cái phím set 2 này khoảng 3-5 giây. Đấy. Đấy. Lúc này màn hình nó sẽ nhấp nháy như này. Đấy, và mình cũng bấm nhập mật khẩu wifi của nhà mình và thiết lập ở trên điện thoại cũng giống như vậy, và sau đó thì chờ nó báo thành công thì mình đã kết nối được điện thoại với cả két sắt thông qua cái app Tuya Smart. Đấy, mình sẽ hướng dẫn cái việc là kết nối cái két sắt với cả mạng wifi sau. Thì vừa rồi là mình hướng dẫn các bạn cài đặt vân tay và khóa điện tử của dòng két sắt IFE Bound 55AS màu trắng. Các bạn có câu hỏi hướng dẫn gì hoặc là câu hỏi gì thì hãy comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn.